Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi tối ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Hiện tại đang là 10 giờ 30 phút, 22 giờ, tức là 22 giờ 30 phút đêm ngày mùng 2 tháng 7. Thì Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc vẫn miệt mài làm việc, cố gắng đóng những đơn hàng này ngày mai cho lên đường cho kịp giờ phát hàng tới khách hàng. Thì đêm ngày hôm nay Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc tiếp tục gửi đến toàn thể quý vị những cái clip về những cây đàn organ được xả giá bên mức giá vô cùng tốt, vô cùng yêu thương, những cái đàn organ chuyên nghiệp. Thì đây là cây đàn S770. Đấy, đàn thì hình thức bên ngoài thì có hơi bạc sơn một chút. Đấy, vài một chỗ đây là cái sườn cạnh này là anh em đi khoác ở trên vai thì mình đặt tì yên xe máy ấy, thì mỗi lần đi rung nó dạng dạng dạng. Đấy, còn dập vỡ gãy nát thì không có quý vị nhé. Em quay rõ chi tiết cây đàn này. Cây đàn này được chốt cho bác Đỗ Văn Thái ở tỉnh Bắc Giang. Bác Đỗ Văn Thái, của bác Đỗ Văn Thái đây. Đấy. Thì khi bác nhận hàng thì bác cố gắng là nhân viên phát hàng giao hàng tới bác bật camera điện thoại lên bác quay chi tiết, bảo nhân viên phát hàng là họ khui ra cho chúng ta để ta xem. Ngoài cái vết này ra thì nếu nó có thêm vết nào vỡ các góc các cạnh nữa, dập vỡ to hơn nữa thì các bác cần liên hệ ngay với em và các bác không lấy hàng nhé. Để bên phát hàng là họ phải chịu trách nhiệm, bên công ty chuyển phát là họ phải chịu nhiệm bồi thường chúng ta cái đơn hàng đã bị hỏng đây. Đấy, Trung tâm Mỹ Phúc là quay quý vị là cây đàn này chỉ có đúng một vết dạng thôi, còn nó không có một vết nào nữa cả. Đó, đàn thì có hơi cũ theo thời gian 5 tháng sử dụng. Đấy, cạnh góc bên này đây. Đấy, quay cho quý vị chi tiết góc cạnh cây đàn để chúng ta vận chuyển làm sao mà khi mà khách hàng nhận nó sẽ không có cái gì thì chúng ta phải băn khoăn nếu như mà bị dập vỡ phần này. Phần này em quay cho quý vị mà như thế này, mà khi quý vị nhận mà bị vỡ thì là bên công ty chuyển phát là phải chịu trách nhiệm, với một điều kiện là khi hàng tới quý vị phải bật máy quay lên, quý vị quay lại cho em quay chi tiết từ lúc khui hàng thì em sẽ có cái bằng chứng là các khách hàng là khi nhận hàng là tình trạng như vậy. Và đây là cái bằng chứng em quay ngày hôm nay em đưa lên YouTube của em, là cái bằng chứng là em gửi hàng đi là chỉ có duy nhất có vết bên này của em đấy, ra sườn này đấy là nứt dạng nhẹ thôi, còn nếu nó dập vỡ to ra nữa nhá thì là bên công ty cũng vẫn phải chịu nhận đã, quý vị nhớ điều đó cho em. Cái này chốt cho bác Đỗ Văn Thái ở Bắc Giang đây. Rất mong là bên tỉnh Bắc Giang là trong cái thời điểm dịch bệnh này nó sẽ ổn định hơn, vì khu vực của bác là cũng vừa rồi là cách ly, nhưng mà em vẫn cố nhiệt tình đóng hàng để mà hỗ trợ phát cho bác, ship hàng cho bác. Thì trước khi đến cái công đoạn là bao bọc và đóng gói thì em sẽ test cái đơn hàng này của bác đây, test bàn phím này. Phím tất cả mọi thứ đang hoạt động bình thường, ngon lành đúng không quý vị? Sờ tai này. Nút nào cũng nhạy hết quý vị nhé. Rất ok. Dạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta lấy sờ tai ở trong u sơ này thì chúng ta phải giảm volume đi. Đấy, zoom 3 chẳng hạn. Dạ. Tiếng này. Đó, rất ok. Được chưa? Đấy, tất cả những sản phẩm là tiếng thì chúng ta còn rất là nhiều, số tài còn rất là nhiều. Đây. Mỗi một cây đàn bác này, bác mua cây đàn này thì em bán cho bác cái với giá là 14 triệu 500 thôi. Đấy, thưa các bác à. Cây đàn này em bán cho bác Đỗ Văn Thái ở Bắc Giang nào với giá là 14 triệu 500, với phân khúc là từ 14 cho đến 15 triệu. Thì quý vị biết là chúng ta có thể lựa chọn là một là cây 770 ở phân khúc trung bình trung trung như này thôi chứ chưa được xuất sắc. Xuất sắc thì giá là phải từ 16 đến 17 triệu cơ. Đấy, với cái phân khúc như thế này, cây 770 như này giá 14 triệu 500 đó, hoặc là chúng ta có thể mua cây 950 đẹp long lanh xuất sắc, giá là khoảng tầm 14 triệu 5 đến 15 triệu.
đó chính 50 đẹp long lanh xuất sắc. Thế nhưng để so sánh về chất âm, về công nghệ thì con 770 nó sẽ hay hơn con 950 rất là nhiều. Màn hình nó to hơn màn hình 950 này. Đấy. Wow. Samner, bộ nhớ Samner gấp đôi bộ nhớ của con 950 này. Tiếng và chất âm ra dàn âm thanh hay hơn, mượt hơn con 950 rất là nhiều. Là con 950 chỉ hơn con 770 duy nhất là cái đôi loa. Đôi loa kêu to hơn. Không giải quyết vấn đề gì, quan trọng là cái chất âm phát ra dàn âm thanh. Đấy, nó phải hay, phải chất, phải mượt. Đấy, như con 950 kêu to nhưng là tiếng lại thô hơn con 770 so sánh. Thì là tất cả mọi thứ về toàn diện để con 770 nó là công nghệ ra sau, nó sẽ cải tiến hơn. Con 950 nó là đời cao thôi nhưng mà nó lại là phân khúc đời ra trước. Đó, nên là nó sẽ không bằng thằng ra sau. Thằng ra sau nó sẽ cải tiến nhiều cái nó hay hơn. Đấy. Thì em lựa chọn một phân khúc từ 14 cho đến 15 triệu. Thì nếu như bản thân em thì em sẽ lựa chọn con 770. Còn bác nào mà thích hình thức đẹp thì chúng ta lấy con 950 hình thức cho nó đẹp. Đó, thì còn để mẹ em là quan trọng về chất âm là chủ yếu. À, em lấy con 770 rất ok quý vị nhé. Đó, tất cả cái sản phẩm mà quý vị mua hàng tại trung tâm Vĩnh Phúc thì sẽ có theo cái đàn là sẽ có một cái bao đây, một cái bao hộp 5 lớp theo cái đàn này. Đó, một cục nguồn zin. Đó, cục nguồn zin thì công ty đang bán với giá là 1,2 triệu các bác nhé. Đó, nên là đàn được bảo hành thôi chứ còn nguồn thì không được bảo hành đâu, quý vị nhớ là dùng xong nên rút ra khỏi nguồn điện. Đấy, thì trung tâm Vĩnh Phúc tặng thêm một chiếc chân mới này, chân mới này, tặng thêm một cuốn sách để học đàn ông gan ở nhà này, tặng thêm một USB dữ liệu. Đây, em gắn USB dữ liệu cho quý vị xem. Đó. Đó. Đây là toàn bộ dữ liệu đang được hiển thị trên USB. Thì chúng ta nhìn cái phần trên cùng này, nó có phần dữ liệu S770. Nó toàn bộ là phần Samler đấy, nằm ở trong này. Chúng ta mở ra, chúng ta lấy những style, tất cả mọi thứ nằm ở trong này. Đấy. Bolero, Zumba, Disco nằm tất trong này quý vị nhé. Rất hay luôn nhá. Đấy, nằm tất trong này luôn. Đấy, ta muốn style mạnh, hoàng căng mạnh đây. Đấy. Tầm này đang đêm khuya rồi em không muốn mở lâu thì quý vị. À, ngoài ra thì những cái dữ liệu nhạc đỏ, nhạc quan họ đây là những dữ liệu thường chúng ta thoải mái để dùng, có cả MP3, Multibass, Song MIDI rất là nhiều nhé. Thì quý vị có thể search từ khóa là hướng dẫn sử dụng đàn organ S770 tại trung tâm Mỹ Phúc. Quý vị search từ khóa như vậy thì quý vị xem những cái clip mà trung tâm Mỹ Phúc đã đưa lên. Và quý vị xem mà quý vị biết cái cách sử dụng thì em test cái cây đàn này hiện tại đang chạy ngon lành thôi. Để em đóng gói vì hiện tại bây giờ nó đang đêm khuya rồi, gần 11 giờ rồi. Đóng gói xong cái này để dọn dẹp nhà cửa đến em mà có đi ngủ được cũng phải tầm 12 giờ đúng không? Nên là các bác cố gắng là xem những clip trước đó để em đã làm những clip hướng dẫn sử dụng rồi để các bác có thể biết cách sử dụng cây đàn quý vị nhé. Đó. Thì các bác quan tâm những sản phẩm như thế này liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634 982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634 982. Bên em còn rất là nhiều sản phẩm đó, như em vừa giới thiệu quý vị còn hai cây. Một là cây 970. Đây. Giới thiệu thêm cho quý vị đây. Cây 970 này. Đấy, ở đây em có hai cây. Là một là cây 970 với giá là 18 triệu. Đây. 970 với giá là 18 triệu. Và đây là một cây 970 với giá là 20 triệu. Đấy. Chênh nhau 2 triệu là khác nhau cái gì, quý vị nhìn sơ qua bằng mắt thường chúng ta biết rồi. Cây này nhìn nó mới long lanh như đập hộp, nhìn mới long lanh như đập hộp. Cây này có cũ theo 5 tháng sử dụng, đúng không ạ? Đấy, chênh nhau 2 triệu nhá. À, vẫn là 970 trên 2 triệu, cây này 18 triệu và cây này 20 triệu. Đấy, quà tặng thì vẫn đủ cho quý vị. Theo cây đàn thì có bao hộp 5 lớp, một nguồn zin, tặng một chân mới, một sách học đàn, một USB dữ liệu và cài đặt Sounder dữ liệu hay cho quý vị. Và một điều đặc biệt nữa là quý vị chuyển khoản đủ vào tài khoản trung tâm nhảy phúc, quý vị còn được bao ship. Được chưa? Đấy. Được bao ship, chẳng hạn như bác Đỗ Văn Thái này, bác chuyển khoản đủ vào tài khoản của trung tâm Vĩnh Phúc là bác được bao ship đấy. Bác chỉ việc nhận đàn và bóc kiểm tra xem trong quá trình vận chuyển có vấn đề gì không. Nếu có vấn đề thì bác lại có quyền không lấy hồi lại để trung tâm bắt bên công ty chuyển phát là phải bồi thường. Còn nếu tất cả thứ ok thì bác chỉ việc nhận đàn là xong. Đấy. Còn có cái hình thức mà chắc chắn cho quý vị hơn là quý vị sợ mất tiền đúng không? Cảm thấy là chưa tin được nhà Vĩnh Phúc, sợ bị lừa, sợ là làm video này là sợ video ảo đúng không? Quý vị cứ đặt cọc cho em 500 hay 1 triệu thôi nhá.
nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra hàng, test thử hàng 5 tới 10 phút, sau đó thanh toán tiền hàng cộng tiền cước. Đó. Đó, mỗi một cái hình thức nó có một cái giá trị riêng. Quý vị mà cảm thấy tin yêu được thì quý vị được hưởng cái là không phải mất thêm tiền cước, đúng không? Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải mất tiền cước thôi. Cái đó là điều đương nhiên rồi. Ok quý vị nhé. Em ưu tiên hết mức rồi, lại không thể ưu tiên được nhiều hơn nữa. À. Giờ nó khuya rồi nên không có thời gian để mà dài dòng nhiều ở đây. USB sẽ được kẹp trong cuốn sách này. Di chuyển xuống bên dưới để đóng hàng. Quý vị mua hàng ở bất cứ nơi đâu nhé. À, quý vị ở bất cứ nơi đâu mua hàng tại Đình Phúc đều ship, đều vận chuyển cho quý vị được hết. À, và bao bọc đóng gói cực kỳ kỹ lưỡng, cực kỳ cẩn thận, quý vị không phải lo.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi cái clip mà Trung tâm Hạnh Phúc test và đóng gói cái đơn hàng đàn organ S770 về với chú Đỗ Văn Thái ở tỉnh Bắc Giang trong cái đêm ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Cảm ơn chú đã tin yêu và ủng hộ Trung tâm Hạnh Phúc. Chúc chú và gia đình có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc, gia đình thân yêu mình. Bây giờ Trung tâm Hạnh Phúc xin phép kết thúc cái clip tại đây. Xin chào và tạm biệt tại quý vị.